cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường hoa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đà Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm bi bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật của tâm má được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thượng Phụ Gautama. Nam mô Bụt Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến thâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Viriya Tana, cô tu nữ trợ duyên vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh mến chào Quang Thanh, kính chào Thanh, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Gia Nhân Răng Rụng, mến chào Thi An Lạc, mến chào Cẩm Vân, mến chào Thi Na. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, con đã thấy đại đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều họp chương trình ông bài hôm nay. Câu phúc của kinh 37-40 của Phạm Tâm. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhân lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc giả ngài trời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thổi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
tam giới thừa ân phổ cập Adam, mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc bằng một buổi học pháp, một buổi ôn bài được an vui tiến hóa và sa thú lành thai. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, nam mô Bụt Tha. Con kính đảnh lễ chư tăng, con kính lễ thượng tọa đại đức Tuệ Đức cùng các quý vị có mặt ở Cú Kinh. Hôm nay là ngày 20 tháng 8, theo thường lệ thì chúng ta sẽ có buổi học ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ Nhật, và lớp ôn tập cuối tuần ngày hôm nay sẽ tập tục từ câu số 37 đến câu số 40. Khi đi vào cái buổi học ôn tập cuối tuần, Tịnh Đạt cũng xin thỉnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng đảnh lễ tam bảo. Arahang Sambhogava Buddhang Bhagavantang Hivadimi Sakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghang Namami. Và một lần nữa Tịnh Đạt xin kính chào quý vị. Cũng rất là may mắn và kịp giờ, tại vì hôm nay quý vị biết là ngày Bồ Tát Uposatha của chư tăng, chư tăng tụng lại phần giới bổn Matimokkha và có cái lại các vị ở chùa cùng nhau, nhất là trong cái thời gian 3 tháng hạ là cái thời gian rất là quan trọng quý để thân tâm, để có nhiều cái thời gian quay lại chính và có nhiều cái thời gian mà tìm hiểu cũng như là cái những cái gì mà trong cái thời gian phải đi hoằng đạo thì trong 3 tháng hạ đó, thì đó là những cái thời gian rất là quý báu. Cho nên quý vị thấy khi mà đi lễ dân y sau 3 tháng hạ đó, quý vị có nghe các vị MC dẫn chương trình trình bày hay là các vị giảng sư pháp sư, cái quả trong cái buổi lễ dân y á, ngoài cái việc giúp cho chư tăng thành tựu quả báo ca thi ná, bên cạnh đó các vị có được những cái phước báo thù thắng hơn là những cái buổi lễ cúng dường tứ sự khác, đó là nhờ cái mảnh đất gieo đã chăm sóc bồi dưỡng một cách rất là phì nhiêu. Sao cho nên các vị gieo cái hạt gì cũng rất là dễ trồng, cũng rất là dễ tươi tốt. Chính vì vậy mà đó là một trong những cái lý do mà các cái người Phật tử có đạo tâm thường sẽ rất cái thời gian đặc biệt để mà đi cúng dường trong cái buổi lễ dân y. Thì lúc nãy thì cũng xong cái buổi lễ Uposatha cũng vừa kịp giờ để mà vào trong room.
trễ tí xíu, quý vị cũng thì trở lại thì hôm lớp học ôn bốn câu công phẩm câu số 38 số 3 tiếp tích chuyện duyên xong liên quan duyên đại đức hộ tăng điệp a ghi á nhà xong số 38 và số 39 là nhóm hai câu kệ liên quan đến chuyện phục chiết ta ha ta theravatu. Câu số 40 liên quan đến ngôn tích truyện pháp cú các tỳ khu quán tự ngã Aratha Vipassaka Pikuvatu. Đó là bốn câu kệ ngôn tương đương với lại có bốn ba cái duyên sự mà chúng ta sẽ ôn tập ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi ôn tập. Trước tiên thì là cái giờ ôn tập tập thể, Tịnh Đàn sẽ đọc lại bốn câu kệ ngôn pháp cú mỗi câu hai lần cả Pali bằng tiếng Việt. Mong rằng tất cả quý vị chúng ta cùng đọc theo, cùng lắng nghe hay là cùng dò theo. Sau đó thì sẽ đến lượt các quý vị chọn một câu để mà ôn tập. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Dạ cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Câu số 37. Duranga mang eka charang asari rang guha sa yang ye chit tang sang ya me santi mokanti mara bantana duranga mangan asari ranguha sayang ye chittang sangya me santi mokanti mara bantana. Chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Chạy xa sống một mình không thân ẩn an sâu ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Câu số 38. Anavanti ta cittassa sattamang avijjanato pariplavasappa sadassa panyana paripurati anavantita cittassa sattamang avijjanato pavasadassa panyana paripurati. Ai tâm không an trú không biết chân diệu pháp tình tính bị rúng động trí tuệ thật. Ai tâm không an trú không biết chân diệu pháp tình tính bị rúng động trí tuệ không viên thành. 19. Anavatasa cittasa ananva hata cetaso bunya baba pahinasa nati gacara gato payang anavatasu cittasuta cittasa ananva hata cetaso bunya baba pahinasa yang tâm không đàn dục tâm không hận công phá đoạn tuyệt thiện ác kẻ tỉnh không sợ hãi tâm không đầy tràn dục tâm không hận công phá đoạn tuyệt mọi ác kẻ tỉnh không sợ hãi. Câu số 40.
vui mừng quy đi tòa karupa mang chita midang thabe tòa yo thê tha ma rang banya vu thê na chi tan cha rak khe ani vê sa no siya cầm phù ba măng ca ya mi măng vi đi tòa na ga u ba măng chết đi đăng tha bê tòa yo thê tha ma răng ban nha vu thê na chi tan cha rắc khê ani vê vê sa no si ya thân đồ gốm trú tâm như thành trì chống mang gương trí giữ chiến thắng không tha biết thân gốm chú tâm như thành chống ma với gương trí giữ chiến không tham. Dạ nam mô Phật thầy sa thú sa thú. Dạ vừa rồi thì Tịnh Đạt cùng với quý vị chúng ta vừa ôn tập lại bốn câu kệ ngôn pháp cú phẩm tâm phẩm thứ ba. Bốn câu kệ ngôn pháp cú này Tịnh Đạt có khi mà tham gia diễn đàn pháp cú kinh thì Tịnh Đạt cũng không có biết được cái cách sinh hoạt ở trong room như thế nào. Thì khi mà vào trong room để mà sinh hoạt đó thì Tịnh Đạt đọc theo có thói quen, đọc Pali theo có thói quen, tức là mình đọc từng câu từng hàng và cái cách giữ nhịp ở cái từ cuối. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng Tịnh Đạt chưa có ít có khi nào mà đọc giọng kệ giống như là ở trong room. Thì quý vị có một số vị gọi là thấy cũng lạ nhưng mà không biết đọc một cách làm sao. Thì sẵn đây Tịnh Đạt cũng nói thêm tí xíu chỗ này. Quý vị nào có muốn đọc thì chúng ta cũng có biết cách để mà theo. Cái cách Tịnh Đạt đọc đó là nhất nó mình đọc theo cái tiêu chí tắt ngưng chữ theo từ vựng, ngưng chữ theo từ vựng, một cái từ ghép hay là một cái từ rớt, cái từ xuống âm hay là lên cao, chúng ta tắt. Khi kết thúc chúng ta thấy là ta có bốn hàng thì cái đã là cao lên và kết thúc của hàng sẽ là cái lên cái xuống của mỗi hàng. Thì như vậy chúng ta có bốn hàng thì cái hàng đầu tiên nó sẽ lên giọng, cái hàng thứ hai nó sẽ xuống giọng, cái hàng thứ ba nó sẽ lên giọng và cái hàng thứ tư nó sẽ xuống. Và cái cách lên giọng xuống giọng á thì nó có cái thế này, cái từ trước đứng trước cái từ mà mình xuống đó thì giống như thí dụ như câu số 37 đi, du răng ca măng e ca cha răng, thì chúng ta đọc ở giọng ngang là e ca cha răng. Bây giờ mà muốn lên chữ răng theo cái quy ước đó, thì mình chúng ta lên cái câu đầu tiên thì chúng ta xuống cái từ trước đó là e ca cha răng, e ca cha răng, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị đẩy lên bằng cách là chúng ta hạ cái từ trước đứng trước nó. Du răng ga măng e ca cha răng, chứ cha răng chứ nó không qua là cha răng nữa. Và cái hàng thứ hai khi mình chúng ta muốn xuống giọng cái từ cuối cùng thì chúng ta sẽ lên cái từ đứng trước nó, ví dụ như là a sa ri ra ha yang sa yang. Là cái cách quý vị có thể tập, nếu mà vị nào thích thì Tịnh Đạt xin chia sẻ thêm. Cứ mỗi một khổ thơ bốn hàng thì cái từ đầu câu đầu tiên, từ cuối cùng sẽ lên, từ cùng kế tiếp sẽ xuống. Như vậy là cứ câu một thì
lên giọng cuối câu, câu 2 xuống giọng cuối câu, câu 3 lên giọng cuối câu, câu 4 xuống giọng cuối câu, thì nó sẽ ra cái nhịp điệu đó, cứ giữ hoài, giữ hoài. Thì chúng ta nghe Chư Tăng, mà nhất là Chư Tăng Miến Điện đó, thì lúc đó tại Tịnh Đàn đi học ở Miến Điện đầu tiên, và giống như là được cái thâm nhập cái gì đầu tiên, nó sẽ lưu trữ ấn tượng tốt, ấn tượng sâu sắc. Đọc kinh Paritta, đọc kinh bài Karani hay là bài kinh Châu Báo thì đều giữ theo cái cách này. Cứ lên giọng cuối câu câu 1, xuống giọng câu 2. Durangamang ekacharang asari rang guha sayang sayang yechitang sangyaman santi mokhanti marapantana. Thì sẵn ở đây thì chia sẻ thêm tí xíu, cái vị nào có thấy muốn học thêm một cách đọc kệ mới thì chúng ta cũng tập theo. Chứ không có cách nào là đúng hay là sai nha quý vị. Chúng ta tùy theo cái người hướng dẫn và tùy theo cái sở thích của mình. Chứ không phải là cách nào đúng, cách nào sai. Rồi thì chia sẻ thêm tí xíu như vậy. Bây giờ đến lượt quý vị chúng ta ôn tập các cái câu kệ ngôn Pháp Cú này. Và bây giờ thì sư Tịnh Đàn tỉnh xin nhường mic lại cho diễn đàn. Quý vị chúng ta giơ tay lên để mà cùng nhau ôn tập, cùng nhau ôn tập bốn câu kệ ngôn Pháp Cú này, và nhờ vị nào đó như là cô Rạng Đông giúp cho cái phần tóm tắt tích truyện những câu Pháp Cú mà các vị ôn tập. Bây giờ mà vị nào đó, Tịnh Đàn xin được thả mic ạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã ôn hết câu 37 đến 40, và chị chắc cái chúng con đọc, nhưng mà con nhẩm nhẩm thử rồi hơi khó bạch sư, chắc một thời gian lâu mới quen được theo cái lối đọc của sư. Dạ con nghe sư đọc rất là hay, và con nghe giống như người Miến. Con qua bên Miến con nghe quý sư đọc vậy, nên khi con nghe giọng dạ. Nhưng mà cho con nói chút với sư, chút nữa sư có thể sư rời room rồi sư trở lại ấy, con nghe không có liên tục, con nghe tiếng có khi mất tiếng rồi sư, nên rất là khó. Dạ sư có thể rời room sư trở lại coi nó có một chút sư cầm mic coi nó có ổn định không. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ trời bắt đầu mưa rồi hả sư, là chắc do chuyển quá nên là cái đường nét nó bị hơi yếu. Dạ bây giờ xin mời quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nè. Mời Sích Trần Đạo, mời Thi Na, mời Cẩm Vân. Bà quên nữa. Dạ mời cô tu nữ Viriyatana, mời cô tu nữ Tị Duyên. Dạ mời Quang Thanh, dạ kính mời Đạo Tràng có thể đưa bàn tay mình lên nè. Dạ xà thú bàn tay Cẩm Vân. Dạ trời mưa lớn nên không nghe rõ, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy Cẩm Vân chắc lên và con nghe rõ liên tục, trong khi Nhật Quỳnh nghe thì không có rõ, cứ nghe tiếng mất tiếng còn không có hiểu được luôn đó. Nhưng mà dạ thỉnh sư Tại Đức, dạ sư Tại Đức có việc bận không có ở ngoài được đâu đằng đâu. Dạ sư có việc của chùa. Dạ dạ mời Đạo Tràng. Dạ dạ sa thú mời Cẩm Vân nghe. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thăng Ma, dạ Nam Mô Sẵn Khà, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin chọn đọc câu số 37. Đu răng gá măng, ê cá chá răng,
á xá ri răng vú hà xá dân dê chít tăng xá sằng giá mẹ mét sằng tí móc khăn tí ma ra bàn thá na đù răng giá măng ê cá chá răng á xá ri răng vú hà xá dân dê chít tăng sằng giá mét sằng tí móc khăn tí ma ra bàn thá na chạy xa sống một mình không thân ẩn ngang sâu ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: chạy xa sống một mình không thân ẩn ngang sâu ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Và cảm ơn đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sức Rạng Đông, mến mời cô tu nữ Tuệ Duyên và kính mời quý vị nhé. Và cộng dân quên đọc. Và cảm ơn ship. Duyên sự bài số 37. Ngài trưởng lão Sangharakhita Tăng Hộ có một người cháu xuất gia. Sau mùa an cư hàng năm, vị sư cháu nhận được hai khúc quải của Phật tử cúng dường. Vị tăng trẻ này nghĩ đến ngài trưởng lão bằng tâm thương kính, quyết định về thăm ngài và cúng dường một phần giải. Ngài Tăng Hộ đã không nhận sự cúng dường của sư cháu vì đã có đủ y. Điều này khiến vị sư trẻ buồn lòng, nhưng vẫn lễ độ đứng một bên quạt hầu. Trong lúc tâm không vui, chợt sanh ý nghĩ vẩn vơ là nếu dưới mái chùa thiếu tình cảm như vậy, sao mình không hoàn tục? Với tấm vải này có thể bán đi, mua một con dê cái để rồi thời gian sau có được đàn dê. Từ tài sản khiêm tốn dần già trở nên giàu có, rồi cưới vợ sanh con cũng đi chùa tạo phước. Nếu gặp bà vợ lôi thôi thì mình cũng không ngại dùng tới biện pháp tay chân. Đang lúc thả hồn trong mộng, vị sư cháu xuất kỳ bất ý vung tay đánh cây quạt vào mặt vị trưởng lão. Bấy giờ ngài Tăng Hộ vốn là bậc thánh có tha tâm thông, đọc được những ý nghĩ đó nên ôn tồn nói rằng: tại sao muốn đánh người đàn bà ấy mà lại nhằm vào vị sư già vô tội quả này? Sư cháu nhận ra là ngài Tăng Hộ đọc được tất cả ý nghĩ của mình nên hổ thẹn bỏ chạy. Một số người chạy theo níu lại rồi đưa đến gặp Đức Phật. Đấng điều ngự dạy vị tăng trẻ hành trình quang vu vô định của tâm thức. Và cảm dân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay Sức Trần Đạn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ cùng tội minh hạnh đại đức Tịnh Đức, đại đức Tịnh Đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Tự Nhiên, cô tu nữ Viriya Ratana. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Long Thanh cho quý tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Thất Phú số 38 ạ. Anavati Kachitnipatisa Sattama Adichanate Paripaya Vakatarisa Tathanyana Bahagiyate.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.
con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ơn đức Phật ơn đức Pháp ơn tăng, con kính đảnh lễ hòa thượng Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt và kính quý sư hiện diện trong đạo tràng, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ tại duyên, cô tu nữ thăm Achari, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc pháp cú 40. Cùng phù ba mằng ca gia mi mằng quy đi tòa nà nà ca ru ba mằng chi tằng mi đằng tha bề tòa dù thề tha mà rằng bành nhà ru thề na chi tành cha rắc khề a ni quề sa nô si già cùng phù ba mằng ca ri ma mằng quy đi tòa na ga rù ba mằng chi tà mi đằng tháp bết tòa bề bết tòa rồ thề tha ma rằng bành nhà ru thề na chi tành cha rắc khề a ni quê sa nô si ya biết thân như đồ gốm, chú tâm như thành trì chống ma với gươm chí, giữ chiến thắng không tham. Con xin kệ ạ. Cùng phú ba măng cà gia mi măng quỷ đi toa na gà ru ba măng chịt ta mi đăng thảm bê toa dô thê na ma chăng bành nha chú thê na chịt cánh răng khê à đi ghê xa đô xí nha. Cho con xin duyên sự với ạ. Con cảm ơn cô Dạng Đông. Một nhóm tỳ khưu vào rừng sâu hành thiền, bị những phi nhân quấy nhiễu, họ trở về bạch Đức Phật những khó khăn gặp phải. Đức Thế Tôn truyền dạy kinh từ mẫn cho những vị này tụng kinh hàng ngày. Nhờ vậy đời sống của các thầy được an ổn hành đạo. Một hôm, trong lúc tất cả đang tận lực khai triển thiền quán thì Đức Điều Ngự phóng quang truyền dạy kệ ngôn này, nghe được tất cả đều chứng chánh trí giải thoát. Con kính cảm ơn cô Dạng Đông và cô Nhật Quỳnh đã bót bài cho con ạ. Con đã đọc xong, con xin xuống mic, con mời vị ký tiếp ạ. Sa thú lành thay, cảm ơn Hoàng Thành. Nghe âm thanh của tự nhiên nghe rõ không ạ? Cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Rạng Đông, Hoàng Thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Câu 40 Rạng Đông. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Tại vì tự nhiên hồi nãy nghe cái âm thanh của đại đức Tịnh Đạt nó đứt đoạn, nhưng mà tự nhiên cũng cố gắng để tập đọc cái giọng của người Miến. Bây giờ tự nhiên xin đọc bài trước. Cung phu bát măng cát gia mi măng quý di tòa na ga ru bát măng chít ta mi đằng tha bề tòa yô thề tha mà rằng bành nhà yô thề na chị tành chắc rắc khề an yên quê sa nô sĩ gia. Tự nhiên xin kể ạ. Cung phu ba măng ca gia mi măng vi ti toa na ga ru ba măng chít
tua mi đăng tha bê tua yu thê tha ma răng bánh nha yu thê na chi tanh cha ra khê ani quê sanô si ya cum phu ba măng ca ya mi măng vi ti thoa na ga ru ba măng chit tam mi đăng tha bê thoa yo thê tha ma răng ba nha yu thê na chi tanh cha ra khê ani quê sanô si ya cum phu ba măng ca giá mi măng vi đi tòa na ga ru ba măng chi ta mi đăng tha bê tòa vô thê tha ma răng ba nha yu thê na chi tanh cha ra khê ani quê sanô si ya biết thân như đồ gốm trú tâm như thành trì chống ma giới luân trí những chiến thắng không tham. Phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Một nhóm tỳ khưu vào rừng hành thiền vì những phi nhân quấy nhiễu. Họ trở về bạch Đức Phật những khó khăn gặp phải. Đức Phật tôn truyền dạy kinh từ mẫn cho những vị này tụng đọc hàng ngày. Nhờ vậy đời sống của các thầy được an ổn hành đạo. Một hôm, trong lúc tất cả đang tận lực triển thiền quán, thì Đức Điều Ngự phóng quang truyền dạy kệ ngôn này, nghe được tất cả điều chứng chánh trí giải thoát. Dạ, cảm ơn Đặng Đông đã bóp bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Đặng Đông. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ tự nhiên, cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ quý giá Ratana. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 39. Anavas suta chittassa anan va hata che taso punya pa papa hi nassa natthi cha garato phá dằn. Anavas suta chittassa anan va hata che taso punya pa papa hi na sa na ti cha ga ra tu pha dằn. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Sau đây con xin đọc duyên sự câu số 39. Một tỳ kheo thời Phật, sáu lần xả giới hoàn tục vì dục vọng. Các thầy tỳ kheo gọi thầy là chích tá hát tá. Có nghĩa là người bị tâm sai sử. Lần thứ bảy xuất gia vì trông thấy cảnh tượng người vợ đang ngủ không kín đáo. Lần này vị ấy đắc đạo chứng quả. Đức Phật dạy câu chuyện trên để nói về hai trình độ trong một con người. Dạ, thưa duyên sự đến đây đã hết. Em kính mời chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thư kính cảm ơn sức sàng đông. Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn sức cảm động cô tu nữ tại viên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được ôm bài pháp của kinh số 37. Dạ con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Đù rằng găm mặn ê ca cha rằng a sa rì rằng gu hà sa dần về chít tăng sầm gia mét sàn tí mất anh tí ma rắp bàn tha nà. Đù rằng găm mặn ê ca cha rằng a sa rì rằng gu hà sa dần về chít tăng sầm gia mét sàn tí mất anh tí ma rắp bàn tha nà. Chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu, ai biết điều, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Nhà con xin được kể. Đồ lẫn ga măng hệ cả cha răng ngã xa đi răng đồ hạ sa văn về chít tăng sâm và mệt san ti mật khăn ti ma ra bản tha na đồ rắn ga măng ê ca cha răng a sa ri răng đồ ha sa văn về chít tăng sâm và mệt san ti mật khăn ti ma ra bản tha na. Cho Nhật Quỳnh mà duyên sự. Dạ cảm ơn rạng đông. Ngài trưởng lão Sankha Rakshita có một người cháu xuất gia. Sau mùa an cư hàng năm, vị sư cháu nhận được hai khúc của Phật tử cúng dường. Vị tăng trẻ này nghĩ đến ngài trưởng lão bằng tâm thương kính, quyết định về thăm ngài và cúng dường một phần vải. Ngài tăng hộ đã không nhận sự cúng dường của sư cháu vì đã có đủ y. Điều này khiến vị sư trẻ buồn lòng nhưng vẫn lễ độ đứng một bên hoặc hầu. Trong lúc tâm không vui, chợt sanh ý nghĩ vẩn vơ, và nếu dưới mái chùa thiếu tình cảm như vậy, sao mình không hoàn tục? Với tấm này có thể bán đi mua một con dê cái, để rồi thời gian sau có được đàn dê. Từ tài sản khiêm tốn dần dà trở nên giàu có, rồi cưới vợ sinh con, cũng đi chùa tạo phước. Nếu gặp bà vợ lâu thôi thì mình cũng không ngại ngùng tới biện pháp tay chân. Đang lúc thả hồn trong mộng mịt, vị sư cháu xuất kỳ bất ý vung tay đánh cây quạt vào mặt vị trưởng lão. Bây giờ ngài tăng hộ vốn là bậc thánh có tha tâm thông, đọc được những ý nghĩ đó nên ôn tồn nói rằng: tại sao muốn đánh người đàn bà ấy mà lại nhằm vào vị sư già vô tội vạ này? Sư cháu nhận ra là ngài tăng hộ đọc được tất cả ý nghĩ mình nên hậu thẹn bỏ chạy. Một số người chạy theo níu lại rồi đưa đến gặp Đức Phật. Đấng điều ngự dạy vị tăng trẻ hành trình hoang du vô định của tâm thức. Dạ bạn nhiều sự đến đây đã chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đà cùng chư Tôn Đức và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin phép rời room, con có bổn phận ở bên lớp học Bố Thá. Dạ con kính tri ân quý ngài và đạo tràng, con xin phép rời room ạ. Dạ. Dạ vậy. Kính mời quý vị nào chưa ôn bài, kính mời quý vị ôn bài tiếp tục. Nếu còn vị nào chưa ôn thì kính mời quý vị, và không thì kính thỉnh
thượng tọa đại đức Tịnh Đạt cầm mít. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ sa tu sa thứ lành thay. Quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Bị mưa lớn. Quý vị có nghe được âm thanh rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân. Dạ cảm ơn cô Tu Nữ Tự Duyên. Mưa bắt đầu mưa lớn lên hơi ồn. À, hy vọng là các vị nghe rõ. Dạ sa thú lành thai. À, quý vị đã rất là nhiệt tâm để mà tham gia cái lớp học ôn tập cuối tuần. Thật sự ra mình nói lớp học cho nó có không khí mình vào đây mà tham gia các cái buổi giống như là các cái buổi học trong tuần, nhưng thật ra đây là cái đột xuất chúng ta chỉ ôn tập lại những câu chuyện ngôn phóng cú mà chúng ta đã được học, đã được nghe, đã được giải thích, và bây giờ chính chúng ta là người đọc lại, chúng ta là người ôn lại rằng á, cái sự ôn tập này với cái duyên sự tốn tắc này chúng ta sẽ có một cái gợi ý, một cái nhắc nhở để mà chúng ta nhớ từ cái câu chuyện. Và về sau đó, khi mà chúng ta nghe thuyết pháp hay là chúng ta có cơ hội để mà trình bày đến những người khác đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính do vì những cái lúc mà chúng ta tham gia các cái lớp học hay là ôn học cuối tuần đó, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt kịp với cái ý pháp, nhanh chóng bắt kịp với lại cái lời dạy của cái vị pháp sư hay là cái vị giảng sư, và chúng ta nhanh chóng mà hiểu được cái câu chuyện đó. Quý vị nhớ rằng có những cái trường hợp như là ngài Giác Sát, lúc mà Đức Phật ngài thuyết một cái thời pháp tuần tự pháp đó cho ngài Giác Sát, thì lúc đó ngài chứng đắc cái quả đạo quả gì? Đạo quả Tu Đà Hoàn. Và khi mà người thân của ngài Giác Sát đi tìm và cũng đến gặp Đức Phật, và Đức Phật ngài thuyết lại cái thời pháp đó, thì lúc đó ngài Giác Sát ngài nghe lại một lần nữa. Thì quý vị là người của ngài Giác Sát thì chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, nhưng mà ngài Giác Sát nghe lại lần thứ hai cũng cái thời pháp đó, ngài lại chứng đắc quả A La Hán. Cái điều này muốn nói rằng á, một cái thời pháp hay là một cái phương pháp tu tập, một cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta cần phải nghe tới nghe lui, ôn tập nhiều lần, mỗi lần thấm một chút, mỗi lần chúng ta hiểu một chút. Và tùy theo cái trình độ, tùy theo cái khả năng nâng cấp mỗi ngày của mình á, mình sẽ thấy rằng cái Phật pháp nó sẽ vi diệu, nó lợi ích cho bản thân mình càng ngày càng nhiều. Quý vị càng tu tập, càng chánh niệm, càng sống mình, sống nhiều ở trong giáo pháp, thì chúng ta thấy rằng những cái công pháp cứu này nó rất là hay, càng ngày càng hay. Bởi vì đây là cái lời dạy của một vị chánh đẳng chánh giác, một cái sự thật, một cái sự định nghĩa của một vị toàn giác. Cho nên càng học càng thấm càng hay. Cho nên quý vị đừng có nghe, đừng có là tại sao phải học đi học lại hoài. Bởi vì chính vì những cái lần tô đậm như thế này đó sẽ giúp chúng ta dễ nắm bắt được những cái bài, dễ nắm bắt được khi mà chúng ta nghe tới, tưởng tới, thì đó là cái lợi ích rất là thiết thực ở trong cái việc mà học đi học lại một cái bài pháp nào hay là một cái bộ kinh nào. Hôm nay thì là ngày rằm tháng 7 Vu Lan, không biết cái nhân duyên gì đó tới quý vị rằng Tịnh Đạt để ý ha. Có những cái sự kiện rất là trùng hợp tới cái giờ, cái ngày mà Tịnh Đạt tham gia diễn đàn đó, thì là lại là những cái ngày phải nói là rất là đặc biệt. Tịnh Đạt nhất không à,
năm mới của âm Tết một đó. Rồi dương lịch ngày đầu năm mới, ngày cũng giống ngày rỉ vậy mà đạt ra cái diễn đàn Pháp Cú Kinh. Thì trùng hợp với duyên sự này thì Tịnh Đàn cũng xin được cầu chúc cho tất cả những người Phật tử, những người cư sĩ, những người có tâm hồn hướng đạo nhân cái dịp lễ Vu Lan. Tuy năm nay thì chúng ta không cái không khí giống chúng ta gỡ chư tăng cúng dường lễ bái, nhưng mà tâm của chúng ta thì luôn luôn hướng về Tam Bảo. Và Tịnh Đại xin đại diện cho chư tăng bổn tự nói riêng xin được cầu nguyện cho tất cả những thân quyến thuộc của quý vị đã quá vãng, tùy hỷ với công đức của quý vị đang làm, tùy hỷ với lại cái công đức mà quý vị đã tu tập, và tùy hỷ với công đức của chư tăng chia phước báo hướng tâm tới. Mong cho tất cả những thân bằng quyến thuộc của quý vị luôn luôn được sự an lành, an vui và chánh đắc. Và cũng xin cầu nguyện cho tất cả toàn quý vị chúng ta luôn luôn lúc nào cũng giữ được cái tâm hồn có là người Phật tử, là người con Phật, người sống trong giáo pháp của Đức Phật. Và ngõ hầu trong tương lai chúng ta sẽ thấu đáo, hiểu thấu lời dạy của Đức Phật và sớm giải thoát một cái khổ đau. Và đặc biệt thì trong cái thời gian Covid này, quý vị cầu mong cho tất cả quý vị chúng ta có được một cái sinh hoạt, một cái đời sống toàn tốt nhất có thể. Bởi vì hiện tại ở Việt Nam rất là phức tạp, cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam rất là phức tạp, cho nên mỗi một ngày trôi qua là một cái thời gian rất là quý báu. Cho nên nếu mà chúng ta đang ở trong một cái khung không gian cần có những cái lời sắp tấn, cần có những cái không gian trong cái dịch bệnh đó, thì chúng ta hãy trân trọng quý báu những cái thời gian trôi qua từng giờ, hướng tâm về bảo, hướng tâm về Phật pháp, rèn luyện, chứ không thôi thì chúng ta rất là dễ hốt, dễ rơi vào cái tình trạng tiêu cực. Thì như vậy thì quả thật là một cái điều rất là bất hạnh. Bây giờ thì không có thể nào để mà chống hay là dập cái mùa dịch corona được. Chúng ta chỉ có thể làm đó là tự tâm của mình, ở trong tâm hồn của mình chúng ta giữ an bình thản. Tịnh Đạt có nhắc với cả sẽ vô corona vô thường trước mình hay là mình vô thường trước corona thôi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ trải qua thôi. Quan là người con Phật nó khác hơn những người mà pháp á, là mình được cái tâm, mình được cái tinh thần tích cực, cái tinh thần luôn luôn nhìn với một cái nhìn gọi là đủ biết chiều rộng chiều sâu về mặt về trái. Thì đó là một cái tinh thần rất là cần thiết trong cái thời gian này. Và nhân dịp cái mùa lễ Vu Lan, những ai còn cha còn mẹ thì chúng ta đây là những cái thời gian không có đi làm, không có đi học, chúng ta ở bên ông bà cha mẹ, chúng ta cũng phải trân trọng. Bình thường chúng ta đi làm chúng ta ít có thời gian ở bên gia đình, thì mong rằng cái thời gian này cũng là cái thời gian mà chúng ta xin thiện nói chuyện và tạo được cái tình cảm gắn kết trong gia đình. Tình này xin thông qua cái diễn đàn Pháp Cú Kinh và nhân vui tháng 7 này, xin cho tự khóa trong Phật pháp. Tình này xin được dứt lời ở đây và xin được kết thúc cái buổi ôn tập cuối tuần diễn đàn Pháp Cú Kinh.
Thượng tọa Minh Hạnh đã xin được phúc lành chúng ta cả quý vị. Bhavantu sangalang rakkhantu sapare devata sapanu sante bhavantu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa dhammanu bhave sasothi bhavantu bhavantu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa sankhanu bhavena sada sothi bhavantu te sathu. Dạ, tình đại xin được mời cô Cẩm Vân trở lại về diễn đàn. Tình đại xin được xuống mic ạ. Quý vị ơi, ngày hôm sau tình đại xin được tí xíu, tuần kế tiếp thì chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục là phẩm thứ 3 từ câu số 38, 39, câu số 41, 42 và câu 43. Và chúng ta còn 3 câu cuối cùng của phẩm tâm. Như vậy là chúng ta sẽ ôn tập vào cuối tuần tới. Quý vị cố gắng để mà tham gia cho được tốt đẹp, đầy đủ. Và kính tri ân quý vị. Tình đại xin được xuống mic. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, chúng con kính tri ân sư. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tịnh Đạt, Đại đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn bài. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta, sanh tí vi ha ra hoa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta sot thin ca ron te tha vi ha ra mang da le the ra cha mat cha na wa ca cha bit kha vo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sappana puta sukhita pavantu te cha la bu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta a tha vo pa pa ti ka niya ni kang thamma wa sang ba tit cha te sappe pi dukkha sakarantu sankhayang tha tu chi rang sa tang thammo thamma thara cha bhut gala sankho ho tu samago va athaya cha hi ta ya cha amhe rakkham tu sakthammo sappe pi thamma charino uthim sampapunayama thamma riya pa ve ni te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào rung học Pháp. Kính chào tạm biệt, cẩm dân xin xuất nít.